Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục đọc sách mỗi ngày. Buổi hôm qua chúng ta đã đọc đến phần thứ 8, đó là xác định ước mơ. Chúng ta phải có một giấc mơ nếu chúng ta muốn biến giấc mơ đó thành hiện thực. Khi xác định mục tiêu và ước mơ của mình, bạn phải cân nhắc đến 7 lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống dưới đây. 7 lĩnh vực đó là: một, mục đích cá nhân. Những thứ bạn muốn làm, muốn trở thành hay là muốn có. Mục thứ hai, các mối quan hệ, bạn bè, gia đình, người yêu, đồng nghiệp. Mục thứ ba, sức khỏe và cơ thể, khỏe mạnh, vừa vặn, dáng đẹp, vân vân. Mục thứ tư, sự nghiệp và học vấn, công việc, trường học, mục tiêu sự nghiệp và các những thứ khác. Giải trí như là thể thao, các thú vui, thư giãn, các kỳ nghỉ, vân vân. Tài chính, thu nhập, khoản tiết kiệm, các khoản đầu tư, vân vân. Đóng góp, hoạt động từ thiện, dịch vụ cộng đồng, vân vân. Mình nhắc lại 7 lĩnh vực quan trọng trong đời sống, đó là mục đích cá nhân, các mối quan hệ, sức khỏe và cơ thể, sự nghiệp và học vấn, giải trí, tài chính và đóng góp. Bạn có chút khái niệm nào về việc những mục tiêu cá nhân hay khát vọng thật sự của bạn không? Bạn có nói được mục đích của bạn, của cuộc đời bạn là gì không? Bạn muốn làm gì? Bạn đam mê điều gì? Bạn muốn trở thành người như thế nào? Bạn muốn đi tới đâu? Bạn có thể mang lại cho người khác những gì? Mục đích của bạn là gì? Thật không may, hầu hết chúng ta đều dành rất ít thời gian để suy nghĩ về những câu hỏi đó. Chúng ta quá bận bịu với những công việc hàng ngày nên chẳng thể có thời gian cho chúng. Chúng ta chỉ nhớ và quan tâm đến những thứ không tốt và những thứ chúng ta phải phàn nàn. Vì vậy, chúng ta biết rõ về những thứ chúng ta không muốn nhưng lại chẳng mấy quan tâm đến những thứ chúng ta muốn. Trước hết, bạn phải biết rõ những ước mơ và khát vọng của bạn nếu muốn hấp dẫn những gì bạn muốn trong cuộc sống đến với bạn. Những người không biết chính mình muốn đi về đâu, làm sao có thể tới đích được? Thực sự cũng là một cái vấn đề đáng phải lưu tâm đối với tất cả chúng ta. Đối với bản thân mình cũng vậy. Xưa nay mình cũng có hay suy nghĩ về chính cuộc đời của mình, về con đường của mình đi, về thói quen sở thích của mình, những cái mong muốn của mình, nhưng không được bài bản như thế này. Và khi đọc cuốn sách này rồi mình mới hiểu rằng người ta đã chia sẵn ra là 7 lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống. Còn đôi khi trước khi đọc cuốn sách này mình cũng nghĩ, nhưng mình cứ nghĩ hỗn độn, mình không biết phân chia ra gì cả. Mình cũng nghĩ tới mục đích cá nhân, mình cũng nghĩ tới các mối quan hệ, mình cũng để ý tới sức khỏe, mình cũng có thể thao, cũng có tài chính, nhưng mà nó hơi lẫn lộn với nhau và không có sự phân biệt rạch ròi. Khi mà mình phân biệt ra được như thế này rồi và mình biết đặt các câu hỏi rằng mục đích cuộc đời mình là gì? Bạn muốn làm gì? Bạn đam mê điều gì? Bạn muốn trở thành người như thế nào? Bạn muốn đi tới đâu? Bạn có thể mang lại cho người khác những gì? Mục đích của bạn là gì? Khi mà đặt các câu hỏi như vậy rồi thì mình sẽ biết định hướng tốt hơn cho những việc mình làm. Ngay như việc mỗi buổi sáng mình ngồi đây đọc sách cho mọi người nghe. Đó cũng là một cái việc mà mình phát hiện ra và mình nghĩ rằng mình có thể làm được. Mặc dù hiệu quả của nó có thể chưa cao, nhưng ít nhất đó cũng là một việc làm yêu thích của mình. Bởi vì đọc sách thì xưa nay là thói quen, là sở thích từ rất lâu rồi. Nhưng mình mới chỉ dừng lại ở mức là mình đọc cho chính bản thân mình. Và mình đọc xong rồi mình cũng suy nghĩ, mình nghiền ngẫm. Nhưng mà cảm thấy như thế là chưa đủ. Và đặc biệt trong nghề nghiệp, đối với mình thì học sinh là đối tượng chính mình tiếp xúc, làm quen và tương tác. Nên tại sao mình không nghĩ rằng mình có thể đọc sách, biết đâu một hay là vài học sinh nào đó nghe được mà có thể tác động hoặc thay đổi em học sinh đó, thì dù sao đấy cũng là một việc tốt. Nên mình quyết định mình đọc sách vào các buổi sáng như thế này cho học sinh của mình nghe. Đó. Thế bạn muốn đi tới đâu? Thực ra xưa nay mình cũng không để tâm suy nghĩ thật. Hầu hết chúng ta đều dành rất ít thời gian để suy nghĩ về những câu hỏi đó.
Chúng ta quá bận bịu với những công việc hàng ngày nên chẳng có thời gian cho chúng. Chúng ta chỉ nhớ và quan tâm đến những thứ không tốt và những thứ chúng ta phải phàn nàn. Chúng ta biết rất rõ về những thứ chúng ta không muốn, nhưng chúng ta lại biết rất ít về những điều chúng ta muốn. Thực ra mình không muốn như thế nào, mình không muốn như này, không muốn như kia. Có thể lại là suy nghĩ thường trực trong đầu. Mình không muốn bị nghèo đói này, mình không muốn bị mất việc, mình không muốn bị thất nghiệp, mình không muốn cứ ru rú trong nhà, rồi mình không muốn lười biếng. Thực ra thì cái ý nghĩa đó cũng có thể là tương đương. Mình không muốn cái này, tức là mình muốn cái điều ngược lại. Nhưng đôi khi mình sai lầm ở chỗ là mình không diễn đạt cái điều khẳng định đó ra. Mình không diễn đạt cái điều mình muốn ra, mà mình lại cứ diễn đạt cái điều không muốn. Thì theo như những buổi phân tích trước thì diễn đạt như thế là không khôn ngoan. Ví dụ mình muốn giàu có thì mình phải nghĩ rằng mình muốn giàu có. Tự cái ý nghĩ giàu có, cái mong muốn giàu có đó, nó sẽ thôi thúc mình và làm cho mình tốt hơn trong công việc, mình giỏi hơn, mình chuyên nghiệp hơn, mình nắm bắt cơ hội tốt hơn. Thế ví dụ cái mong muốn là mình không muốn ru rú ở nhà thì mình đừng nghĩ thế, mà mình sẽ nghĩ là mình muốn đi đâu đó, mình muốn đi xuyên Việt chẳng hạn, hoặc mình muốn đi ra nước ngoài chẳng hạn. Mình hãy nghĩ về những điều mình muốn. Khi đó những cái điều mình muốn nó sẽ vẽ lên cái kế hoạch, nó vẽ lên cái dự định, và nó sẽ tạo thêm cho mình cái động lực để mình phấn đấu. Còn chỉ nghĩ là mình không muốn ru rú ở nhà thế cuối cùng là mình cũng chẳng biết làm gì cả. Mình chỉ biết là mình không ru rú ở nhà, mình cũng không có định hướng rõ ràng, mình cũng không biết là mình sẽ đi ra ngoài đường, hay là mình đi ra nước ngoài, hay mình đi đến một tỉnh khác, hay là mình xách xe để mình đi gì cả. Mình chỉ có một cái phàn nàn, đó là mình không muốn ru rú ở nhà. Trong khi đó hãy rõ ràng mình muốn đi đâu đó. Ví dụ trong năm nay mình muốn đi đến một tỉnh nào đó cụ thể, hãy lên kế hoạch. Và trong sang năm nữa, khi mà con cái lớn, mình có thể đi vài tỉnh, mình đi xuyên Việt chẳng hạn, thì mình hãy lên kế hoạch sẵn. Thậm chí sau này khi điều kiện tài chính, ngôn ngữ và công việc cho phép, mình có thể đi ra nước ngoài, đi chơi một vài ngày, một vài tuần ở nước ngoài chẳng hạn, thì hãy lên kế hoạch. Các bạn hãy nghĩ về những điều các bạn muốn thay vì nghĩ về những điều không muốn. Những người không biết chính mình muốn đi về đâu làm sao có thể tới đích được. Trong công việc cũng thế, mình cần trở thành người như thế nào, mình đạt được mục tiêu gì, mình lên ghi rõ ràng. Và ở chương trước người ta cũng nói rằng chúng ta không nên giới hạn bản thân và không nên chặn trên chúng ta bởi một cái giới hạn nào cả. Chúng ta hãy cứ để cho những suy nghĩ, những ước mơ của chúng ta nó thực sự là thoải mái. Từ đó chúng ta sẽ có những cái cách làm, những cái cố gắng và những cái nhanh nhạy để nắm bắt cơ hội để có thể thực hiện ước mơ đó. Tại sao chúng ta lại không thử như vậy? Bởi vì dù sao thì ước mơ ở mức 1, mức 2 hay mức 3 thì cũng đâu có ai cấm chúng ta. Việc chúng ta đạt được mức 1 hay mức 2 hay mức 3 thì cũng đâu có ai biết, chỉ chính chúng ta mới là người biết. Vậy chúng ta hãy cứ đặt cho chúng mình, cho chính bản thân mình các ước mơ và đừng giới hạn chúng. Sau đó chúng ta cứ kiên trì theo đuổi và thực hiện dần dần những ước mơ đó. Việc chúng ta đạt được đến đâu chúng ta cảm thấy tự hào đến đó và tiếp tục phấn đấu. Chứ không tội gì chúng ta lại phải giới hạn, mình chỉ đạt đến mức như này thôi, thế sau đó dừng lại hoặc không có ước mơ gì nữa. Cuộc sống như vậy đôi khi nó cũng có vẻ là an toàn, nhưng thực sự theo như cuốn sách này nói, như vậy là không tốt và không khôn ngoan. Hy vọng mình chia sẻ những điều ngắn gọn ở trong sách trong buổi hôm nay, chúng ta sẽ rút ra được những cái bài học và những quyết định tốt cho chính mình. Hãy xác định 7 lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống. Hãy ngồi nghĩ về nó, viết về nó, hình dung về nó và lên kế hoạch cho nó. Đó là mục đích cá nhân, các mối quan hệ, sức khỏe và cơ thể, sự nghiệp và học vấn, giải trí, tài chính, đóng góp. Các bạn hãy nghĩ về 7 lĩnh vực này, xem mình là ai, mình muốn như thế nào. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại vào sáng mai.